Hello mọi người nhá. Oh, hi. Thử thật bản thân. Từ để reset máy cái. One minute, 37 seconds later. Welcome to Arena of Valor. Prepare to engage. Ý trời, chưa gì mặt tôi đã trưởng cả này. Cái này tái hiện. Nó xuống kìa, cái to xuống kìa, đi em ơi. Chắc mất Zed rồi đó. Mất Zed. Rồi hai thằng còn xuống mà mất chết. Chết rồi. Nó bay chật nha. Mày cứ quét dễ nhờ. Thì hồi chiêu. Rồi chờ tiếp mà. Thể hiện chơi game mà thích thể hiện, chơi game mà cứ thể hiện thôi. Chơi công hiến, muốn nó công hiến luôn. Vô đấy chậu luôn ạ, góp thiệt. Đúng dữ là, ui không chết, ui hoàng ngáp cái đi hoàng. Đấy luôn. Chị á. Đúng rồi chứ. Nói dạng cả chứ. Và tuyệt trời. Cúp gồng. Này, nó thích con ghét lắm hay sao ấy. Các bạn đang không chơi. Chơi chơi là bên kia hai thằng mít tập tới ngay. Chết. Nhầm tưởng quá bên kia. Shit. Vậy cá đâu? Thấy. Nó chơi nha, không biết chứ, đừng lo nơi sao. Ôi, hình lúc chưa. Lên rồi. Đang lên nè, đang lên nè. Con em Hoàng ơi. Con chạy rồi. Mày không chui cho bụi Hoàng. À, chui bụi nó cũng đổ cục kia. Đến cục của lên đi. Để từ từ kéo ra được rồi. Ôi, không. Có một lưu nhỉ. Có lưu nó thiệt quầy quá. Lúc này mình mang tắt cho giấc phép nha. Chơi game bạn bụng nó cứ kêu gọi ta. Ability
Ơ, lâu mới go à? Chơi nó chơi. Không cầu, thằng này không cầu. Vào chơi chạy thôi. Trời ơi, anh ti từ từ thôi anh. Nói gọi đó anh ti từ từ thôi. Không còn nước nữa mà. Đùm lâu gieo. Giận với nhau gieo. Cá kiểu có gì kiểu không? Không hả, cá hơi xa. Cá qua nè. Ơ, này trúng hiến gì? Đồ dạo ấy, đồ dạo ấy. Ui. Tu len nha, mới tu len đó. Miễn quá. Nãy giờ hơi công hiến đấy. Victor ga bắn đầu luôn rồi. Victor hơn tờ rồi. Bạn của mình là Phúc chứ. Ồ, nó không chết kìa. Nó chưa thấp nhang. Với cái trung tài đi lên kìa, phải lo lên chi thôi. Đây là Florentino. Tiếp tăng. Tăng ạ. Lô dương nhá. Ok. Ơ, sao là anh dân tắt hết rồi. Chắc quên được lý cái. Vậy em với con bài Yuka. Chào La Ngọc Thành nha. Ok anh chào em. Nhau nhiều. Chả làm gì cả. Ok thành nhá. Này không nhức mặt đâu. Dâu em sao chứ phải lo đi, không biết còn em xong nữa, chắc có nghề ớt quá, đau bụng quá, tiêu hóa tốt mà, nên bụng nó tiêu hóa siêu tốt hả, nó hơi nhiều, hơi đau bụng. Thôi cá mình cũng đi luôn đây.
Một ót chưa báo. Ok, ót. Yeah.